Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Ninh quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: 1. Nguyễn Văn Khoái, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1981, nghề nghiệp nông dân, đăng ký nhân khẩu thường trú thôn Hải Ninh, xã Hải Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Nam Ninh. 2. Lê Thị Mai, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1985, nghề nghiệp nông dân, đăng ký nhân khẩu thường trú thôn Hải Bình, xã Hải Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Nam Ninh. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Ninh truy tố về tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình sự. Những người tham gia tố tụng: đại diện hợp pháp của người bị hại, ông Cao Xuân Bình, sinh năm 1978, trú tại thôn Hải Bình, xã Hải Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Nam Ninh. Những người làm chứng: ông Vũ Văn Tiến, sinh năm 1953, trú tại thôn Hải Bình, xã Hải Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Nam Ninh. Bà Vũ Thị Hà, sinh năm 1976, trú tại thôn Hải Bình, xã Hải Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Nam Ninh. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Mai: luật sư Nguyễn Thị Thanh Thủy, văn phòng luật sư Nguyễn Trần và Cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vật chứng đưa ra xem xét tại phiên tòa: một chai thủy tinh 0,75 lít và một chiếc khăn bông. Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Ninh, thẩm phán Nguyễn Văn Điệp đã ký. Cho các bị cáo ngồi xuống. Về phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, vị đại diện Viện Kiểm sát, vị luật sư, những người tham gia tố tụng có ai có ý kiến gì không? Kiểm sát viên không có ý kiến gì. Thưa hội đồng xét xử, xét thấy tình hình an ninh tại phiên tòa đã được đảm bảo, đề nghị tháo còng tay cho các bị cáo. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của vị luật sư, đề nghị đồng chí cảnh sát hỗ trợ tư pháp tháo còng cho các bị cáo. Nếu như không ai còn có ý kiến gì về phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần xét hỏi. Đề nghị vị đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng. Các bị cáo đứng dậy. Mai và Khoái có quan hệ với nhau khi chồng Mai đi vắng, hậu quả là Mai có thai và sinh ra cháu An. Vì sợ bị lộ nên Khoái đã yêu cầu Mai phải giết cháu An. Khi gặp Mai ở chiếu bạc, Khoái đã ra ám hiệu cho Mai. Mai bỏ về nhà, thấy cháu An đang ngủ cùng cháu Bính. Mai đã uống rượu. Sau đó bế con ra ngoài bếp, bịt mũi cho đến khi cháu An tắt thở, rồi thả vào sọt rau lợn. Sau đó Mai quay lại chiếu bạc như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Mai quay về nhà kêu khóc mất con và chửi cháu Bính. Ông Tiến, chị Hà hàng xóm chạy sang hỏi chuyện. Mọi người chia nhau đi tìm. Khi qua bếp, ông Tiến thấy sọt rau có miếng vải tòi ra và không ngay ngắn. Lại gần, ông thấy xác cháu An. Cáo trạng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân tỉnh Nam Ninh kết luận hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Khoái và Lê Thị Mai đã phạm vào tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình sự. Điều 93, tội giết người. 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
tù chung thân hoặc tử hình. C. Giết trẻ em. Riêng hành vi của bị can Nguyễn Văn Khoái còn thỏa mãn tình tiết quy định tại điểm Q khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự. Giết người vì động cơ đê hèn. Vì các lẽ trên, quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Khoái và Lê Thị Mai ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Ninh để xét xử về tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự. Kèm theo cáo trạng là toàn bộ hồ sơ vụ án gồm 234 bút lục được đánh số từ 01 đến 234. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Ninh ký thay Viện trưởng, Phó Viện trưởng Trần Công Tâm đã ký. Trên đây là toàn bộ nội dung bản cáo trạng mà tôi vừa công bố, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Các bị cáo đang nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện Viện Kiểm sát vừa công bố hay chưa? Bị cáo Khoái. Dạ rồi ạ. Bị cáo Mai. Dạ rồi ạ. Yêu cầu các đồng chí cảnh sát hỗ trợ tư pháp cách ly bị cáo Khoái ra khỏi phòng xử. Bị cáo Mai đứng tại chỗ. Bị cáo hãy trình bày lại toàn bộ nội dung sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2009. Dạ thưa quý tòa, bị cáo và anh Khoái có quan hệ với nhau khi chồng bị cáo là anh Bình đi vắng. Hậu quả là bị cáo đã mang thai và sinh ra cháu An. Khi mà càng lớn thì cháu càng giống anh Khoái, thì anh ấy có yêu cầu bị cáo là giết chết cháu An vì sợ bị lộ. Bị cáo còn sợ, bị cáo nói là sợ lắm với cả chẳng ai người ta làm như vậy. Thì anh Khoái anh ý đe dọa bị cáo và nói bày cho bị cáo cách là lấy khăn bịt mồm cháu An. Bị cáo vẫn không chịu. Thì anh Khoái anh ý dọa là sẽ giết chết mẹ bị cáo ở làng bên cạnh. Bị cáo liên tục bị đe dọa. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2009, khi anh Khoái đang thổi kèn đám ma cho mẹ ông Tiến ở ngay bên cạnh nhà bị cáo, thì anh ấy có nói với bị cáo là phải làm luôn trong ngày hôm đấy, tại vì là nhà bên cạnh đang có đám thì không ai để ý. Đến tối ngày hôm đó thì bị cáo còn sang nhà ông Tiến để bắt gì anh Khoái là không làm nữa. Nhưng mà anh ấy đã ra ám hiệu cho bị cáo là phải làm. Sau khi trở về nhà thì bị cáo thấy cháu An với cả cháu Bình đang ngủ, thì tranh thủ lúc cháu Bình đang ngủ say thì bị cáo có uống rượu và bế con xuống dưới sàn, xuống dưới bếp và dùng khăn bịt mồm cháu, sau đó bỏ ra rồi thả xác cháu vào xót rau lợn. Bị cáo đã bịt mũi cháu An bằng cách nào và bịt ở trong thời gian bao nhiêu lâu? Lúc bị cáo uống rượu thì rượu đổ ra sàn nhà, bị cáo có lấy khăn mặt lau và dùng chính cái khăn đó bịt mồm cháu. Bị cáo chỉ bịt một ít phút rồi bỏ ra luôn. Bị cáo đã bịt mũi cháu như thế nào? Dạ thưa, vì cháu đang ngủ nên là bị cáo đặt cháu xuống sàn nhà bếp, sau đó tay trái bịt mũi cháu, tay phải thì ấn chặt, bịt chặt khăn vào mồm cháu. Vì cháu không dãy dụa gì nên là bị cáo làm rất là nhanh ạ. Tại sao bị cáo lại thả xác cháu An vào sọt rau lợn? Đấy là sọt rau lang mà bị cáo hái từ chiều, định sáng hôm sau mang ra chợ bán. Thì đi chợ sớm thả cháu An ở ngoài đường thì không ai để ý ạ. Bị cáo và bị cáo Khoái có quan hệ với nhau từ khi nào? Và cháu An thì sinh ngày tháng năm nào? Dạ thưa quý tòa, trước khi bị cáo lấy anh Bình thì anh Khoái có tìm hiểu bị cáo. Nhưng mà mẹ bị cáo nói là anh Khoái rất gian nên không đồng ý mối quan hệ của bị cáo với anh Khoái. Sau khi bị cáo lấy chồng thì chồng bị cáo làm thợ mộc nên hay đi xa nhà. Anh Khoái hay đến nhà bị cáo và ép bị cáo chiều anh ấy. Thời gian mà bị cáo mang thai cháu An thì không thấy anh ấy đến nhà nữa. Cháu An sinh ngày 10 tháng 2 năm 2009 ạ. Bị cáo Khoái có đe dọa hay là dùng vũ lực với bị cáo để bị cáo chấp nhận quan hệ tình dục với bị cáo Khoái hay không? Dạ không ạ.
Anh Khoái, anh ấy nói bị cáo là anh đã để mất em một lần rồi thì không thể mất em thêm lần nữa. Nếu mà em không yêu anh thì anh sẽ tự tử và chết ngay trước mặt em. Nên là bị cáo bị lừa phỉnh, bị cáo chấp nhận ạ. Bị cáo Khoái đã ép buộc bị cáo phải giết cháu An như thế nào? Dạ thưa, anh Khoái nói bị cáo là nếu như bị cáo mà không giết chết cháu An thì anh ấy sẽ giết chết mẹ bị cáo ở làng bên cạnh. Mà mẹ bị cáo thì đang bị ốm. Anh ấy rất hận mẹ bị cáo vì ngày xưa mẹ bị cáo đã chia rẽ hai đứa. Vì thế anh ấy dọa sẽ giết chết mẹ bị cáo. Bị cáo Khoái có gặp và đe dọa mẹ của bị cáo hay không? Hôm bị cáo sang nhà mẹ thì mẹ bị cáo có nói là thằng Khoái vừa sang đây. Nó bảo là bà mà không bảo con bà làm theo tôi thì tôi sẽ bà chết với tôi. Thì mẹ bị cáo có gặng hỏi bị cáo là chuyện gì. Thì bị cáo cũng nói là anh ấy bắt giết chết cháu An tại vì là không có ảnh hưởng đến mang tiếng cho anh ấy. Thì mẹ bị cáo có bảo là mày mà làm việc đấy thì tao cắn lưỡi tao chết luôn. Được một tuần sau đấy thì mẹ bị cáo có gọi bị cáo sang và bảo là thằng Khoái nó lại vừa sang đây. Tao bảo nó là mày bắt con gái tao làm việc đấy thì mày không bằng loài chó lợn. Nó xông đến nó bóp cổ tao. Nhưng mà may là có người sang chơi nên là nó lại về. Mà dù gì đi nữa thì mày cũng không được làm theo như lời nó nói. Lần cuối cùng bị cáo Khoái buộc bị cáo phải giết cháu An là vào khi nào? Dạ vào chiều ngày 12 tháng 6 á. Như bị cáo đã khai ở trên thì đến tối ngày 12 tháng 6 bị cáo sang đám nhà ông Tiến. Anh ấy đang thổi kèn đám ma ở bên nhà ông Tiến thì nhìn mặt anh ấy rất dữ tợn nên là bị cáo buộc phải làm ạ. Bị cáo Khoái đã ra ám hiệu cho bị cáo bằng cách nào? Với lúc hai người ngồi thì bên cạnh có những ai? Dạ anh ấy mượn con phong teo của chị Hà ném về phía bị cáo. Lúc bị cáo ngồi thì có cả chị Hà, chị Hoa với cả chị Nhung với cả mấy anh người nhà ông Tiến đang chơi đánh chẵn lẻ với cả phường bát âm của anh Khoái ạ. Cho bị cáo ngồi xuống. Dạ. Mời vị thẩm phán tiến hành xét hỏi. Yêu cầu các đồng chí cảnh sát tư pháp dẫn bị cáo Khoái vào phòng xử án. Cháu An là con của bị cáo hay là của anh Bình? Dạ, là con của bị cáo ạ. Là cháu An là con của bị cáo với bị cáo Mai ạ. Và cũng theo kết quả giám định ADN của cơ quan công an thì cũng đã xác kết luận rõ rằng là cháu An là con của bị cáo. Nhưng mà chính vì vậy nên là bị cáo không thể nào nỡ lòng nào mà giết con đẻ của chính mình. Vậy tại sao bị cáo không công khai thừa nhận cháu An là con của bị cáo trước ngày cháu An bị giết? Dạ, vì cảm thấy chưa tiện ạ. Vậy theo bị cáo thì bao giờ thì tiện? Bị cáo không muốn Mai bị gia đình nhà chồng dị nghị nên chưa tiện nói ra. Việc bị cáo là cha của cháu An thì có ai biết không? Dạ, có bà Thanh ạ. Bà Thanh là mẹ của Mai. Và Mai đã kể chuyện này với bà ấy. Ngoài ra thì còn có người trong họ, trong làng và một vài người nữa dị nghị. Bị cáo có ý kiến như thế nào về lời khai của bị cáo Mai rằng bị cáo đã đe dọa sẽ giết bà Thanh là mẹ của bị cáo Mai nếu bị cáo Mai không trực tiếp sát hại cháu An? Dạ, vào chiều ngày 12 tháng 6 thì bị cáo có gặp bị cáo Mai nhưng mà chỉ để hỏi thăm tình hình của cháu An chứ không có ý định gì khác. Thì đến buổi tối thì lúc mà khách khứa đã vãng dần thì bị cáo có xích lại gần chiếu bạc và gặp cô và bị gặp Mai ở đó. Và bị cáo có bảo cô Hà là sao bói bài lại có quân phong teo ở đây này và bị cáo đã vứt cái phong teo ra ngoài cho đỡ lẫn. Bị cáo khẳng định không đe dọa sẽ giết bà Thanh nếu Mai không giết cháu An. Dạ vâng. Vậy bị cáo giải thích như thế nào về lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra tại các biên bản hỏi cung ngày mùng 3 tháng 7, mùng 5 tháng 7, mùng 8 tháng 7 và ngày 12 tháng 8? Tại các bút lục 23, 25, 30 và 54, bị cáo đã thừa nhận ép bị cáo Mai phải giết cháu An. Dạ, bị cáo bị công an đánh, bị Phạm Cùng Buồng đánh, nếu không khai như vậy. Bị cáo bị đánh như thế nào? Có để lại thương tích gì không? Và có ai chứng kiến việc bị cáo bị đánh không? Dạ, bị cáo đánh rất đau, nhưng mà không để lại thương tích gì và cũng không ai chứng kiến.
Bị cáo khai đã bị đánh, bị bức cung, nhưng không có chứng cứ chứng minh việc bị cáo bị đánh, bị bức cung. Trong khi đó thì tất cả các lời khai tại cơ quan điều tra của bị cáo đều có chữ ký của bị cáo, có sự có mặt của luật sư bào chữa cho bị cáo. Bị cáo giải thích như thế nào về việc bị cáo bị bức cung? Dạ thì gia đình của bị cáo đã thuê luật sư để bào chữa cho bị cáo. Và sau đó thì công an đã dọa bị cáo là nếu nói về việc đánh bị cáo với luật sư thì sẽ đánh nữa. Cho bị cáo ngồi. Mời các vị hội thẩm tham gia xét hỏi. Mời chị Hà, người làm chứng đứng dậy. Chị có quan hệ thế nào với hai bị cáo? Tôi là hàng xóm và có họ xa với gia đình nhà anh Bình. Chị cho biết sự việc tối ngày 12 tháng 6 năm 2009. Thưa, tối hôm đó Mai có sang nhà ông Tiến, có đám ma mẹ ông ấy và ngồi vào chiếu bạc. Tôi có ngồi chơi bài Tây cho vui, thì cô Mai có ngồi cạnh tôi và ngồi xích lại gần tôi. Tôi thấy cô Mai có vẻ không tập trung lắm, có như lo lắng bồn chồn điều gì đó. Sau đó anh Khoái có ngồi xích lại gần chúng tôi thấy hai người cứ nhìn nhau. Tôi đã biết là hai người đã có quan hệ tình cảm từ trước, và trong làng có đồn rằng là cháu An là con của anh Khoái chứ không phải là con của anh Bình. Anh Khoái có hỏi mượn tôi con phăng teo, tôi nói tôi phải tìm tại vì tôi chơi bói bài không dùng quân đấy. Sau đó tôi có lấy ở bộ bài mới đưa cho anh Khoái, và sau đó tôi thấy anh Khoái ném quân bài đó về phía chị Mai. Sau tôi thấy thì chị Mai bảo phải ra vườn đi vệ sinh vì đầy bụng quá. Tôi còn chửi mày vô duyên thế, đi thì đi, việc gì cứ phải trình bày. Sau đến 5-7 phút thì tôi thấy Mai quay lại ngồi chơi tiếp. Tôi thấy khuôn mặt rất là lạ, có vẻ lo lắng hoảng sợ nhưng lại tỏ ra không có gì. Sau đó Mai ngồi chơi một lúc, sau mấy phút thì Mai về. Tôi thấy Mai về nhà được khoảng 5 phút thì tôi nghe thấy tiếng kêu khóc. Hàng xóm chạy sang thì thấy Mai đang khóc và kêu là mất cháu An và chửi cháu Bính là ngủ gì mà say thế để em đi đâu mất. Tòa mời người làm chứng. Ông Vũ Văn Tiến đứng dậy. Ông phát hiện thấy cháu An như thế nào? Tôi thấy có tiếng kêu bên nhà cháu Mai. Thế thì tôi mới chạy sang thì cháu Mai đang khóc vì mất con. Thế thì tôi cũng đi tìm. Thì đi qua bếp thì thấy có vẻ không bình thường. Thì có mùi như là mùi rượu ấy. Thế thì thấy cái sọt rau thì lại để không ngay ngắn. Thế thì tôi thấy cái vải nó tòi ra. Tôi khều ra thịt thì mới thấy là cháu An. Thì còn ấm, thế nhưng mà đã tắt thở. Thế thì cạnh đấy thì xác cháu thì lại có cái khăn có mùi rượu. Thế là tôi hô hoán lên. Ông có thấy bị cáo Khoái ra ngoài lúc nào trước khi phát hiện cháu An bị chết không? Không ạ. Vì anh Khoái ấy, thì là thợ kèn chính của hội nhạc hiếu. Khoái và đám nhạc hiếu cũng vất vả, thổi kèn liên tục. Bởi vì là tôi không cho bật cassette. Tôi bảo là phải thổi nhạc sống cơ. Thế chính vì thế là Khoái có lẽ là không đi ra ngoài. Mời ông ngồi xuống ạ. Tòa mời người đại diện hợp pháp, anh Cao Xuân Bình, đứng dậy. Anh có biết việc dư luận xì xào cháu An là con của bị cáo Khoái không? Về chuyện cháu An thì tôi cũng có nghe đồn này nọ. Anh có nhận thấy biểu hiện tâm lý của bị cáo Mai có gì bất thường khi mang thai, sinh cháu An và đặc biệt là trước thời điểm cháu An bị chết không? Vâng, thưa tòa, tôi thì hay đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Khi về thấy vợ lo lắng thì tôi có hỏi là vì sao? Thì cô ấy bảo là lo lắng cho mẹ. Và một nguyên nhân nữa là cô ấy không biết mình có thai, cho nên trong 3 tháng đầu thì có uống cái thuốc tẩy giun và cái thuốc mà chữa nấm chân, nấm tay gì đó. Anh có yêu cầu gì về vấn đề dân sự, bồi thường thiệt hại với tư cách là người đại diện hợp pháp cho cháu An không? Dù gì thì cháu An cũng sinh ra dưới mái nhà của tôi. Khi cháu mất thì tôi có kịp về
và đứng ra lo ma chay cho cháu. Tiền ma chay thì cũng chỉ một vài triệu. Tôi không ghi lại cụ thể bao nhiêu, vì tôi ước chừng thì tiền viếng cũng đủ. Về cá nhân tôi thì tôi không có yêu cầu gì về vấn đề bồi thường. Chỉ có một yêu cầu là nếu như pháp luật mà không xử họ tội chết thì họ cần phải có trách nhiệm thờ cúng cho cháu An đàng hoàng, tử tế để chuộc lại cái lỗi lầm mà họ gây ra với một đứa bé do chính họ đẻ ra. Vâng, mời anh Mừng ngồi xuống. Yêu cầu bị cáo Mai đứng dậy. Khi bị cáo thực hiện việc sát hại cháu An, trong nhà bị cáo có ai không? Lúc đó trong nhà bị cáo thì có cháu Bính. Nó đang bị gãy chân với cả sợ đám ma nên là nó đi ngủ từ sớm. Ngoài ra trong nhà bị cáo thì không có ai. Tại vì là chồng bị cáo thì đi làm mộc ở trên công trình nào trên Tây Bắc. Còn vợ chồng bị cáo thì sống một mình, không sống cùng bố mẹ chồng ạ. Bị cáo có suy tính trước về việc sẽ che giấu hành vi giết cháu An như thế nào không? Dạ, anh Khoái có dặn bị cáo là sau khi giết chết cháu An thì sáng sớm hôm sau đi chợ sớm thì thả cháu ở đâu đó thì tùy. Nhưng mà vấn đề là sau khi thả cháu vào sò rau lợn thì nhớ phải hô hoán lên để mọi người chứng kiến là việc con bị mất tích ạ. Bị cáo Khoái dặn bị cáo như vậy từ khi nào? Dạ, từ trước hôm 12 tháng 6 mấy hôm. Nhưng mà chiều hôm 12 tháng 6 thì anh ấy có gặp bị cáo để nhắc nhở bị cáo là làm đúng như vậy ạ. Việc bị cáo và bị cáo Khoái gặp nhau chiều 12 tháng 6 có ai biết không? Dạ, khi mà bị cáo sang nhà, sang đám nhà ông Tiến thì anh Khoái có ra hiệu cho bị cáo là ra ngoài nói chuyện. Khi mà chúng tôi đang ở trên con mương ở đằng sau nhà ông Tiến thì có gặp ông Tiến nhưng mà không chào hỏi gì ạ. Cho bị cáo ngồi. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát tham gia xét hỏi. Kiểm sát viên đề nghị hỏi bị cáo Khoái. Bị cáo Khoái đứng dậy. Bị cáo trước khi bị tạm giam làm công việc gì, có vợ con gì chưa? Dạ, bị cáo trước khi tạm giam thì có làm công tác phong trào ở Ủy ban Nhân dân xã và sắp được kết nạp vào đảng. Bị cáo chưa có vợ con gì và sắp kết hôn ạ. Bị cáo có sang gặp và đe dọa bà Thanh hay không? Dạ, bị cáo có sang nhưng mà chỉ để thăm ạ. Và cũng không có hề có ý đe dọa gì cả. Bị cáo chỉ nói bà Thanh là bà sẽ phải trả giá vì đã chia rẽ chúng tôi. Sẽ phải trả giá là như thế nào? Biên bản đối chất giữa bị cáo và bà Thanh được cơ quan điều tra lập trước khi bà Thanh tự sát bằng thuốc trừ sâu ngày 12 tháng 8, bút lục 97, cho thấy bị cáo đã thừa nhận đe dọa sẽ giết bà Thanh nếu bà Thanh không ép buộc Mai làm theo ý của bị cáo. Bị cáo giải thích như thế nào về điều này? Kiểm sát viên đề nghị hỏi ông Tiến. Cho bị cáo ngồi xuống. Tòa mời ông Tiến đứng dậy. Chiều ngày 12 tháng 6, ông có nhìn thấy bị cáo Khoái và Mai gặp nhau ở mương nước sau nhà ông hay không? Có. Lúc ấy tôi cũng ra ngoài để gọi điện thoại cho nó yên tĩnh mà. Thì tôi gặp hai người. Thế nhưng vì tôi đang mải nói điện thoại cho nên là tôi cũng không chào hỏi gì. Kiểm sát viên không hỏi gì thêm. Mời ông Tiến ngồi xuống. Đề nghị vị luật sư tham gia xét hỏi. Luật sư đề nghị hỏi chị Hà. Tòa mời chị Hà đứng dậy. Chị có quan hệ như thế nào với bị cáo Mai? Dạ, chúng tôi cùng cảnh và chồng đi làm thợ mộc nên cũng chơi thân với nhau. Trong quá trình mang thai, bị cáo Mai có tâm sự gì với chị không? Dạ, mặc dù chơi thân với nhau nhưng Mai cũng không hề tâm sự bố đứa trẻ là ai. Luật sư đề nghị hỏi bị cáo Mai. Tòa mời chị Hà ngồi xuống. Bị cáo Mai đứng dậy. Tại sao sau khi ông Tiến phát hiện ra cháu An, chị đã thú nhận ngay hành vi của mình và khai ra bị cáo Khoái? Tại vì là bị cáo không thể chấp nhận được hành vi của bị cáo với cả anh Khoái. Dù gì chúng tôi cũng là bố mẹ của cháu. Vậy mà... Chị có lo sợ về tương lai cháu An sau khi uống thuốc tẩy run và thuốc trị nấm hay không? Khi mang thai cháu An thì bị cáo có đến bệnh viện của huyện để kiểm tra bệnh ngứa. Và bác sĩ còn nói là bị cáo bị nấm.
thì cùng một công đi kiểm tra thì bị cáo nói với bác sĩ luôn là bị cáo hay bị đau bụng. Thì bác sĩ có kê đơn thuốc cho bị cáo là một số thuốc kháng sinh với cả thuốc tẩy run. Sau khi uống xong thì bị cáo mới biết là bị cáo mang thai. Lại đến bệnh viện huyện kiểm tra lại thì người ta bảo là nếu mà không bỏ cái thai này đi thì con đẻ ra bị ngớ ngẩn hoặc là cũng thiểu năng trí tuệ. Bị cáo mới đi xe ôm lên bệnh viện tỉnh để bỏ thai nhưng mà vì to quá. Chị có giữ lại những đơn thuốc đó không? Dạ có. Mà mấy anh công an có bảo bị cáo nên bị cáo đã nhờ người nhà tìm đơn thuốc và đưa cho mấy anh ấy rồi ạ. Chị có bao giờ có ý nghĩ tiêu cực là nếu giết cháu đi thì tốt hơn cho cháu không? Dạ có. Tại vì khi cháu mới đẻ ra thì cháu khóc ròng suốt 3 tháng 10 ngày và không ê a được như những đứa trẻ khác. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát trình bày lời luận tội. Các bị cáo đứng dậy. Thưa hội đồng xét xử, thưa toàn thể quý vị có mặt tại phiên tòa, đúng như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Mai đã có hành vi giết cháu An theo sự chỉ đạo của bị cáo Khoái. Cụ thể, bị cáo Mai lợi dụng lúc cháu Bính đang ngủ say cùng với cháu An, đã bế cháu An xuống bếp, dùng khăn ướt tẩm rượu bịt mũi miệng cháu An cho đến chết, sau đó đặt cháu An vào trong sọt rau khoai ở cửa bếp. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu An bị chết do ngạt thở với các biểu hiện lâm sàng như niêm mạc miệng và môi có những vết xây sát, bầm máu, những tổn thương nhỏ của các tổ chức trong khoang miệng. Khám nghiệm hiện trường tại nhà Mai thu được một chai rượu trắng uống dở để trên bàn ăn. Với dấu vân tay duy nhất thu được trên chai rượu là của Mai, thu được chiếc khăn lau mát còn ướt với mùi rượu nồng nặc để bên cạnh xác cháu An trong sọt rau. Các chứng cứ nêu trên cho thấy sự phù hợp về thời điểm Mai vắng mặt tại nhà ông Tiến giữa hai lần ngồi chơi tại chỗ xem bài tây cạnh chị Hà tại đám ma nhà ông Tiến với thời điểm cháu An chết. Phù hợp với lời khai của chị Hà về ngửi thấy mùi rượu trên người của bị cáo Mai. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Mai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Mai cũng khai ra mối quan hệ của bản thân với bị cáo Khoái. Qua đó xác định được động cơ của Khoái muốn giết cháu An là để che giấu việc ngoại tình giữa Mai và Khoái dẫn đến sự ra đời của cháu An. Bị cáo Khoái thừa nhận cháu An là con của mình và nếu mọi người biết cháu An là con của Khoái sẽ có thể dẫn đến việc Khoái bị kỷ luật đảng và ảnh hưởng đến việc kết hôn của Khoái. Ngoài ra, Khoái cũng sợ sự trả thù của gia đình anh Bình, chồng Mai. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Khoái lật ngược lại những lời khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận đã ép buộc bị cáo Mai giết cháu An, đổ lỗi cho việc bị cán bộ điều tra và Phạm Cùng Buồng đánh, bắt phải khai nhận tội. Tuy nhiên, việc bị cáo khai là tự nguyện, không có chứng cứ chứng minh việc bị cáo bị ép cung. Việc lấy lời khai của bị cáo trong các biên bản hỏi cung là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Bị cáo được giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ. Các lần hỏi cung của bị cáo đều có mặt của luật sư bào chữa cho bị cáo và có chữ ký của bị cáo và luật sư bào chữa, đảm bảo tính khách quan và hợp pháp của các biên bản hỏi cung bị can. Hơn nữa, bị cáo Khoái phủ nhận việc ép buộc bị cáo Mai giết cháu An, nhưng những chứng cứ cho thấy trước ngày 12 tháng 6, Khoái đã nhiều lần tìm gặp Mai để thúc giục Mai có biểu hiện chần chừ, sợ hãi. Trong ngày 12 tháng 6, Khoái đã gặp Mai hai lần. Lần đầu, vào chiều ngày 12 tháng 6 tại mương nước nhà ông Tiến, bị ông Tiến bắt gặp. Và lần thứ hai tại chiếu bạc buổi tối trong đám ma nhà ông Tiến, bị cáo đã dùng ám hiệu phăng teo bắt bị cáo Mai phải ra tay sát hại cháu An ngay lập tức. Ngoài ra, lời khai tại cơ quan điều tra trước khi tự sát của bà Vi Thị Thanh, mẹ của bị cáo Mai, cũng khẳng định bị cáo Khoái đã đe dọa sẽ giết bà Thanh nếu Mai không giết cháu An để bịt đầu mối. Như vậy, đại diện viện kiểm sát cho rằng việc truy tố bị cáo Khoái về tội giết người với vai trò đồng phạm là hoàn toàn có căn cứ. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm,
các bị cáo đã giết cháu An, một cháu bé mới 4 tháng tuổi còn đang bú sữa mẹ. Điều đáng lên án ở chỗ, cháu An chính là con đẻ của bị cáo Mai và bị cáo Khoái. Cháu An đã bị chính cha mẹ đẻ của mình sát hại. Bởi sự tồn tại của cháu có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thật về mối quan hệ bất chính giữa bố mẹ đẻ ra cháu có thể bị phát giác và ảnh hưởng đến tiền đồ, tương lai sự nghiệp của bị cáo Khoái. Các bị cáo đã thực hiện hành vi táng tận lương tâm, hành vi phi nhân tính mà không một xã hội nào, không một pháp luật nào có thể dung tha. Tuy nhiên, xét riêng với từng bị cáo Mai phạm tội trong hoàn cảnh bị cáo Khoái khống chế, ép buộc, đe dọa giết bà Thanh là mẹ đẻ bị cáo Mai đang bị ốm nặng. Nhưng bị cáo Mai còn có thể sử dụng những giải pháp khác để ngăn chặn ý đồ của bị cáo Khoái, như tố giác với cơ quan công an để ngăn chặn sự việc. Tuy nhiên, Mai không làm như vậy mà chấp nhận làm theo sự sắp đặt của bị cáo Khoái. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là một tình tiết giảm nhẹ có thể xem xét áp dụng đối với bị cáo Mai khi quyết định hình phạt. Bị cáo Khoái tuy không trực tiếp thực hiện hành vi giết cháu An, nhưng chính bị cáo là người khởi xướng và dùng thủ đoạn đê tiện để đe dọa khống chế bị cáo Mai phải thực hiện bằng được hành vi sát hại cháu An nhằm che giấu việc Khoái đã ngoại tình với Mai, xóa bỏ rào cản đối với con đường tiến thân của Khoái. Như vậy, hành vi của Khoái được thực hiện với động cơ đê hèn, cần áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm Q khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự. Từ những nhận định đánh giá nêu trên, một lần nữa chúng tôi cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là vi phạm nghiêm trọng đạo lý làm người. Vì vậy, cần phải tuyên phạt các bị cáo những mức án nghiêm khắc nhất. Cụ thể, đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mai hình phạt tù giam với mức cao nhất là từ 20 năm đến 22 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khoái tù chung thân hoặc tử hình. Về vật chứng trong vụ án là một khăn bông lau bếp và một chai rượu thủy tinh dung tích 75ml, xét không còn giá trị sử dụng, đề nghị hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy. Trên đây là toàn bộ quan điểm của Viện Kiểm sát tỉnh Nam Ninh, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Các bị cáo đã nghe rõ lời luận tội của vị đại diện Viện Kiểm sát hay chưa? Bị cáo Khoái. Dạ, rồi ạ. Bị cáo Mai. Dạ, rồi ạ. Tại phiên tòa này, có luật sư Nguyễn Thị Thanh Thủy là người bào chữa cho bị cáo Mai. Sau khi vị luật sư trình bày lời bào chữa, bị cáo Mai có quyền bổ sung vào lời bào chữa của vị luật sư để tự bào chữa cho mình. Bị cáo Mai đã rõ chưa? Dạ. Cho hai bị cáo ngồi xuống. Xin mời vị luật sư. Kính thưa hội đồng xét xử, thưa quý vị đại diện Viện Kiểm sát, thưa toàn thể quý vị có mặt tại phiên tòa hôm nay, tôi luật sư Nguyễn Thị Thanh Thủy thuộc văn phòng luật sư Nguyễn Trần và Cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, được phân công làm luật sư chỉ định bào chữa cho bị cáo Lê Thị Mai. Có thể nói, với những chứng cứ đã đầy đủ, chúng tôi cho rằng vị đại diện Viện Kiểm sát đã hoàn tất xong việc luận tội của mình. Tuy nhiên, trước khi tòa tuyên án, chúng tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét, cân nhắc những vấn đề khác, những khía cạnh khác cũng rất quan trọng của vụ án để đánh giá toàn diện, khách quan về thân chủ của tôi. Bị cáo Lê Thị Mai có một số phận không may mắn và chịu nhiều tủi nhục ngay từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Bà Vi Thị Thanh sinh ra Lê Thị Mai 24 năm trước khi chưa có chồng. Lê Thị Mai lớn lên trong sự cô quạnh, khinh miệt, tủi hổ do những định kiến nặng nề của xã hội. Khi Nguyễn Văn Khoái đến tìm hiểu Lê Thị Mai, nhận thấy những dấu hiệu không đàng hoàng ở con người Khoái, bà Thanh đã kiên quyết không muốn Mai dẫm phải vết xe đổ của mình. Bà Thanh không đồng ý cho Mai đi đến hôn nhân với Khoái. Tưởng như đã ngăn cản được Khoái, nhưng bà Thanh không ngờ Khoái tiếp tục gây ra những bi kịch cho con gái mình. Khoái không buông tha Mai, ngay cả khi Mai đã kết hôn với anh Bình và kết quả là cháu An được sinh ra. Do kém hiểu biết, trong quá trình mang thai, thân chủ của tôi đã uống thuốc tẩy giun và thuốc trị bệnh ngoài da. Và cũng do kém hiểu biết, thân chủ của tôi cứ nghĩ rằng đã uống loại thuốc này thì chắc chắn con sinh ra sẽ bị tâm thần ngớ ngẩn. Những lo lắng sợ hãi đó đã giày vò thân chủ tôi, đẩy thân chủ tôi vào một
trạng thái tâm lý trầm uất. Khi cháu An ra đời, nhận được sự ghẻ lạnh của gia đình chồng, của chồng và của chính bố đẻ ra cháu An. Trong hoàn cảnh bà Thanh thì đang ốm nặng, ở riêng một mình không có ai chăm sóc, thân chủ của tôi đã bị u uất, trầm cảm nặng. Sau đó, khi anh Bình đi công trình, thì bị cáo Khoái có tìm đến với thân chủ của tôi, nhưng không phải để chăm sóc đứa trẻ, mà là để ép thân chủ của tôi ra tay giết đứa trẻ. Thân chủ của tôi đã phản kháng lại những đề nghị của Khoái, nhưng Khoái đã đe dọa, nếu thân chủ của tôi không sớm ra tay, thì Khoái sẽ trực tiếp giết chết bà Thanh. Thân chủ của tôi biết Khoái là người dám nói, dám làm, và lại bà Thanh lại là người đã chia rẽ tình duyên giữa Mai và Khoái. Bà Thanh lại đang bị trọng bệnh, ở một mình không có ai chăm sóc và không có khả năng tự vệ. Vì thế, khi bị dồn đến bước đường cùng, phải lựa chọn giữa mẹ và con, cùng với ý nghĩ có thể cái chết sẽ là một lối thoát cho cháu An, thân chủ của tôi đã miễn cưỡng thực hiện hành vi mà bị cáo Khoái đã thúc ép thân chủ của tôi vào tối ngày 12 tháng 6 năm 2009. Hoàn cảnh phạm tội đó cho thấy sự giảm bớt mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Ngoài việc thân chủ của tôi được hưởng tình tiết giảm nhẹ phạm tội vì bị người khác đe dọa cưỡng bức, thân chủ của tôi sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã rất ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, đã khai ra đồng phạm là bị cáo Khoái. Như vậy là đã tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm. Vì vậy, thân chủ của tôi được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm L, P, Q, điều 46 Bộ luật hình sự. Nhìn lại vụ án này, có thể thấy thân chủ của tôi tuy rất đáng giận nhưng cũng rất đáng thương, vừa là nạn nhân của bị cáo Khoái, vừa là nạn nhân của chính mình. Thân chủ của tôi đã bị Khoái lừa phỉnh, sau đó sinh ra cháu An, lại bị Khoái dồn đến đường cùng, bắt phải giết cháu An để loại bỏ một chướng ngại đến tiền đồ của Khoái. Nhưng điều đáng sợ ở chỗ, Khoái đã bắt buộc thân chủ của tôi phải tự tay thực hiện hành vi rất trái đạo đức ấy. Và kết quả là cháu An chết, bà Thanh tự sát và thân chủ của tôi không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật cũng như của lương tâm trong suốt cuộc đời còn lại. Giờ đây, đối với thân chủ của tôi, hai người thân yêu nhất là cháu An và bà Thanh đều không còn nữa. Sự sống hay cái chết, việc tòa tuyên bố áp dụng hình phạt nào không còn quá quan trọng, bởi vì chỉ cần 3 tiếng mẹ giết con vang lên cũng đã nặng nề hơn bất cứ hình phạt nào. Tuy nhiên, trước khi ra bản án, đề nghị hội đồng xét xử hãy xem xét áp dụng cho thân chủ tôi những tình tiết giảm nhẹ mà chúng tôi đã đưa ra. Xin mọi người hãy đánh giá khách quan công bằng hơn đối với thân chủ của tôi, bởi vì việc đánh giá khách quan công bằng luôn khó hơn rất nhiều việc buộc tội, lên án hay khinh miệt một con người. Xin trân trọng cảm ơn. Bị cáo Mai đứng dậy. Bị cáo đã nghe rõ những lời mà luật sư Thủy vừa bào chữa cho bị cáo hay chưa? Dạ, bị cáo nghe rõ rồi ạ. Bị cáo có bổ sung thêm gì không? Dạ, không ạ. Cho bị cáo ngồi xuống. Bị cáo Khoái đứng dậy. Trong quá trình tố tụng đối với vụ án, bị cáo đã không mời luật sư. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư cho bị cáo. Nhưng trước khi mở phiên tòa, bị cáo một lần nữa đã từ chối luật sư. Vì vậy, bị cáo có quyền tự bào chữa cho mình. Bị cáo có ý kiến gì không? Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo thấy vô cùng hối hận về hành vi của mình. Và bị cáo đã có tình cảm quá sâu nặng với Mai nên đã không thể tự kiềm chế được cái hành vi của mình. Ngay cả khi Mai đã đi lấy chồng, sau đó bị cáo và Mai đã quyết định chấm dứt mối quan hệ ngang trái này. Và bị cáo lao vào làm ăn, bị cáo tham gia các công tác phong trào ở trong xã và cũng ký hợp đồng chính thức làm văn xã với ở huyện và chuẩn bị kết nạp vào đảng. Bị cáo chuẩn bị kết hôn và làm con rể nhất của một gia đình giàu có. Rồi Mai sinh con và nói rằng đó là con của bị cáo. Bị cáo rất lo lắng và chính vì những lời đồn đại của mọi người, cháu An rất giống bố và rồi cả về mối quan hệ của bị cáo với Mai. Sự lắng càng ngày càng lớn lên khi
khi bạn gái của bị cáo cũng nghe phong thanh về chuyện này và đến gặp cháu An để xem thực hư thế nào. Bị cáo lo sợ sẽ mất tất cả, bởi vì khi cháu An lớn lên thì cháu nó sẽ là bằng chứng chống lại bị cáo. Và bị cáo cũng suy nghĩ đơn giản rằng là mai bỏ cháu An đi thì cũng giống như là một người mẹ bỏ đứa thai trong bụng mình, chỉ khác nhau về thời điểm mà thôi. Bị cáo suy nghĩ rất nông cạn, đã giết chết cháu An, đã làm bà Thanh phải tự sát và giết chết cuộc sống của Mai. Bị cáo rất ân hận, kính mong quý tòa hãy xem xét và giảm nhẹ tội cho Mai, bởi vì cô ấy làm như thế là vì bị cáo, vì bị cáo ép buộc. Cho bị cáo ngồi xuống. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát tiến hành đối đáp tranh luận lại ý kiến của vị luật sư và của bị cáo Khoái. Thưa đồng xét xử, về cơ bản chúng tôi đồng ý với ý kiến mà vị luật sư bào chữa cho bị cáo Mai đã trình bày. Chúng tôi cũng tán thành đề xuất cho bị cáo Mai được hưởng tình tiết phạm tội do bị ép buộc, cưỡng bức. Tuy nhiên, cũng xin nói rõ là cho dù có bị ép buộc, cưỡng bức thì bị cáo Mai cũng không phải bị dồn đến bước đường cùng là phải lựa chọn giữa mẹ đẻ ra mình và con do mình đẻ ra, là phải lựa chọn giữa bà Thanh và cháu An. Bởi nếu bị cáo Mai dũng cảm tố cáo hành vi đe dọa giết người của bị cáo Khoái để các cơ quan công an có biện pháp bảo vệ bà Thanh thì sự việc đáng tiếc đã không xảy ra. Thứ hai, chúng tôi không đồng ý với quan điểm của vị luật sư đề xuất áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Người phạm tội đã tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm. Bởi bị cáo Mai có khai ra bị cáo Khoái, tuy nhiên tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm có nghĩa là chủ động cung cấp tin tức, tài liệu, bằng chứng cho các cơ quan chuyên trách, góp phần đắc lực và có hiệu quả vào việc điều tra, khám phá tội phạm. Trong trường hợp này, hành vi của bị cáo Mai chưa thể hiện được các yêu cầu trên, nên việc đề xuất áp dụng tình tiết giảm nhẹ này là không có cơ sở. Về ý kiến tự bào chữa của bị cáo Khoái, trước tiên, chúng tôi ghi nhận việc bị cáo Khoái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng tôi mừng không phải vì bị cáo nhận tội giúp cho việc truy tố xét xử thuận lợi hơn, mà mừng vì cuối cùng bị cáo cũng nhận ra lỗi lầm của mình, đã hướng thiện, lương tâm vẫn còn tồn tại trong con người bị cáo. Tuy nhiên, nội dung nhận tội của bị cáo cũng chứng tỏ bị cáo phạm tội vì động cơ đê hèn, thể hiện tính chất hèn nhát, ích kỷ, bội bạc cao độ. Và việc truy tố của Viện Kiểm sát về tình tiết tăng nặng quy định tại điểm Q khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ. Tuy nhiên, xét bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải và cuối cùng đã thành khẩn khai báo, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm P khoản 1 điều 46 khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi cho rằng những nội dung đối đáp của vị đại diện Viện Kiểm sát là chưa thật sự thuyết phục, bởi vì vị đại diện Viện Kiểm sát đặt ra câu hỏi tại sao thân chủ của tôi không tố giác với cơ quan công an về hành vi đe dọa của Khoái đối với bà Thanh. Nhưng thân chủ của tôi có cơ sở gì để chứng minh rằng bị cáo Khoái đã đe dọa bà Thanh? Đe dọa đó có căn cứ hay không để các cơ quan pháp luật mới can thiệp và giúp đỡ? Do đó có thể nói thân chủ của tôi đã hoàn toàn bị cáo Khoái khống chế, dù không bị tước đi sự tự do về ý chí, nhưng tính chất của sự đe dọa, ép buộc là rất đáng kể. Thứ hai, việc đề xuất áp dụng tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm cũng hoàn toàn là có căn cứ, bởi nếu thân chủ của tôi không khai ra bị cáo Khoái, thì hầu như không có chứng cứ nào chứng minh sự liên quan của bị cáo Khoái trong vụ án. Các cơ quan tố tụng sẽ rất khó phát hiện và chứng minh được vai trò của bị cáo Khoái trong vụ án này. Do đó, sự hợp tác của thân chủ tôi là rất đáng kể, rất hiệu quả và xứng đáng được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Người phạm tội đã tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm. Tôi xin hết ạ. Bị cáo Khoái đứng dậy. Bị cáo có muốn tranh luận gì với vị đại diện Viện Kiểm sát hoặc với vị luật sư hay không? Dạ không ạ. Cho bị cáo ngồi xuống. Vị đại diện Viện Kiểm sát còn ý kiến gì để tranh luận với ý kiến của vị luật sư nữa hay không? Chúng tôi đã trình bày rõ quan điểm của mình và không có ý kiến gì khác. Nếu như đại diện Viện Kiểm sát, vị luật sư, những người tham gia tố tụng
không ai còn có ý kiến gì mới để tranh luận thêm. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử vào phòng nghị án, cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng. Các bị cáo đứng dậy. Bị cáo Mai. Bị cáo xin cảm ơn hội đồng xét xử. Bị cáo cảm ơn bà luật sư đã bào chữa bị cáo. Em xin lỗi anh Bình. Em đã lừa dối anh quá nhiều. Nhưng bị cáo không thiết sống nữa. Xin hội đồng xét xử thi hành án tử hình đối với bị cáo càng sớm càng tốt. Bị cáo khoái. Tòa tiến hành nghị án. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Ninh xét thấy, tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn Khoái và Lê Thị Mai đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp như bản cáo trạng đã nêu, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Mai đã thừa nhận vào tối ngày 12 tháng 6 năm 2009, do sự ép buộc đe dọa của bị cáo Khoái, Mai đã về nhà uống một ngụm rượu trắng dưới bếp để lấy can đảm, rồi đi lên nhà trên, lợi dụng lúc cháu Bính 7 tuổi bị gãy chân đang ngủ say. Mai đã bí mật bế cháu An là con của Mai và Khoái mang xuống bếp, rồi lấy khăn lau bát, thấm rượu, bịt mũi, mồm cháu An, cho đến khi cháu An tắt thở và giấu xác cháu An cùng với khăn lau bát và sọt rau lợn, cũng để trong bếp, định sáng hôm sau đi chợ sớm rồi phi tang. Tuy nhiên, xác cháu An đã bị ông Tiến phát hiện ngay sau khi bị giết từ 7 đến 10 phút. Khi đó cháu An vẫn còn ấm, cho thấy sự phù hợp về thời điểm bị cáo Mai quay trở về nhà và phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, xác định về thời gian chết của cháu An. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết của cháu An. Tổ chức giám định pháp y, Công an tỉnh Nam Ninh đã kết luận nạn nhân bị chết vì ngạt thở cơ học. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm hiện trường thu được chai rượu đang uống dở để trên vệ bếp, với dấu vân tay duy nhất thu được trên chai rượu là vân tay của bị cáo Lê Thị Mai. Chứng cứ này phù hợp với lời khai của chị Hà về việc ngửi thấy mùi rượu từ bị cáo Mai sau khi bị cáo quay trở lại chiếu bạc tại đám ma nhà ông Tiến. Các chứng cứ trong hồ sơ vụ án cũng loại trừ việc cháu Bính cũng như bị cáo Khoái trực tiếp sát hại cháu An, vì Khoái được nhiều người làm chứng xác nhận rằng có mặt liên tục tại nhà ông Tiến vì phải thường trực thổi kèn đám ma mẹ ông Tiến trong thời gian cháu An bị giết. Cháu Bính có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng, song cháu Bính bị gãy chân không thể đi lại. Cháu Bính cũng không có động cơ, cũng như là kết quả thực nghiệm điều tra đã loại trừ khả năng cháu Bính giết hại cháu An. Trong phần xét hỏi, bị cáo Khoái đã phủ nhận việc ép buộc bị cáo Mai giết cháu An. Tuy nhiên, trước các chứng cứ được vị đại diện Viện Kiểm sát đưa ra về việc bà Thanh, mẹ bị cáo Mai, tố cáo Khoái đe dọa giết bà Thanh nhằm khống chế Mai, đại diện Viện Kiểm sát cũng làm sáng tỏ động cơ của việc bị cáo Khoái phải giết cháu An nhằm che đậy quan hệ tình cảm bất chính giữa hai bị cáo, có thể ảnh hưởng đến việc bị cáo được ký hợp đồng lao động làm công tác văn hóa xã hội ở huyện. Việc bị cáo sẽ kết hôn với chị Hà là người thừa kế trang trại. Cuối cùng, bị cáo Khoái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo Mai, lời khai của bà Thanh trước khi tự sát và phù hợp với lời khai của các bị cáo trong các biên bản hỏi cung bị can và biên bản đối chất do cơ quan điều tra thực hiện. Như vậy, có đủ chứng cứ để khẳng định bị cáo Khoái đã đe dọa bị cáo Mai nhằm buộc bị cáo Mai phải trực tiếp thủ tiêu cháu An là con của hai bị cáo. Trong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Mai cho rằng bị cáo Mai phạm tội do bị ép buộc, cưỡng bức. Bị cáo Mai đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tích cực giúp đỡ các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra tội phạm, nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tương ứng quy định tại khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử nhận thấy ý kiến của vị luật sư cho rằng bị cáo Mai phạm tội do bị ép buộc, cưỡng bức là phù hợp. Tuy nhiên, đúng như quan điểm của vị đại diện Viện Kiểm sát, sự ép buộc, cưỡng bức của bị cáo Khoái chưa dẫn đến việc bị cáo Mai bị tê liệt về ý chí, mà không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sát hại cháu An.
Hội đồng xét xử cũng cho rằng bị cáo Mai tuy có khai ra bị cáo Khoái nhưng chưa phải là tích cực giúp đỡ các cơ quan chức năng phát hiện điều tra tội phạm. Vì trong vụ án này, dù bị cáo Mai không khai ra bị cáo Khoái thì quá trình điều tra xác định động cơ phạm tội của bị cáo và người đồng phạm cũng không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bị cáo Mai vẫn được hưởng tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quy định tại điểm P khoản 1 Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử cũng nhận thấy ý kiến của vị luật sư bào chữa cho bị cáo Mai cho rằng bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh rất đặc biệt về tinh thần, bị trầm cảm do sinh con, mẹ ốm nặng, gia đình chồng và láng giềng dị nghị, bố đứa trẻ không quan tâm đến con mà liên tục dọa giết bà Thanh nếu Mai không chủ động sát hại cháu An. Đặc biệt, bị cáo rơi vào tâm trạng trầm uất khi cháu An bị cho là thiểu năng trí tuệ do bị cáo đã vô tình uống thuốc nấm, thuốc tẩy run trong thời kỳ đầu của thai kỳ. Hội đồng xét xử nhận thấy đây là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có thể áp dụng khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Đối với bị cáo Khoái, chỉ vì động cơ cá nhân, bị cáo đã ép buộc bị cáo Mai phải trực tiếp sát hại con đẻ của mình, vừa để tránh khỏi trách nhiệm, vừa loại bỏ một chứng cứ tố cáo quan hệ bất chính giữa bị cáo với bị cáo Mai. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Khoái thể hiện tính phản trắc, ích kỷ, vô nhân tính một cách cao độ. Do đó, hành vi của bị cáo còn bị áp dụng thêm tình tiết phạm tội vì động cơ đê hèn, quy định tại điểm Q khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét thấy cuối cùng bị cáo cũng đã nhận ra được những lỗi lầm nghiêm trọng của bản thân. Bị cáo cũng đã ăn năn hối cải và khai nhận tội lỗi của mình. Bị cáo cũng có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự. Đây là những vấn đề cần được xem xét để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo khi lượng hình. Căn cứ vào những nhận định nêu trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Ninh quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Khoái và Lê Thị Mai phạm tội giết người, áp dụng điểm C khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự, điểm L P khoản 1 điều 46 khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Thị Mai. Xử phạt bị cáo Lê Thị Mai 20 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam. Áp dụng các điểm C Q khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự, điểm P khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Khoái. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Khoái tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam. Về vật chứng của vụ án là một khăn bông lau bếp và một chai rượu bằng thủy tinh 75ml, xét không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. Mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 50.000 đồng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại được quyền làm đơn kháng cáo, xin xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Các hội thẩm nhân dân Nguyễn Lê Sơn, Lương Ngọc Trâm, Nguyễn Quang Dũng, thẩm phán Nguyễn Thị Nhung, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Nguyễn Văn Điệp đã ký. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa, yêu cầu các đồng chí cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải các bị cáo về trại giam.